Cửa hàng lụt máy cưa xin chào toàn thể anh em quý vị và các bạn nha. Hôm nay thì cửa hàng chúng em lên một cái video và thanh lý cho anh em hai mẫu máy cắt cỏ cửa hàng chúng em đang rất là tâm đắc và bán cực kỳ nhiều anh em nhá. Đấy. Đầu tiên là lô này là có hai con này thì cửa hàng chúng em ký tự là lô chữ B. Đây, con này là B1 này nhá. Con này là con B2. Hai con này thì để chuyên cho anh em về sử dụng đập phát cước rẫy nương nhiều. Đó, như con B1 này thì công suất nhỏ hơn một tí xíu cho anh em về sử dụng gia đình. Còn cái con B2 kia kìa. Đấy, thì để cho anh em chuyên về sử dụng đập phát cước luôn anh em nhá. Đấy, anh em nào mà đang cần tìm một máy cắt cỏ mà kinh phí đang hạn hẹp thì tham khảo thử hai mẫu máy này. Đó, đầu tiên thì giới thiệu cho anh em con B1. Một con máy Fukiwa FWK330 nhá. Con này thì nòng của nó là 36mm, công suất của con này là 33cc. Và đặc biệt cái hàng này thì nó là hàng chất lượng cao. Nên là anh em này thiết kế này, chân chống này, dạng chân chống sắt luôn anh em nhá, bảo vệ bao bọc cái phần bình xăng này đây. Và máy này thì hốc xăng như ngử luôn anh em, độ bền của nó rất là cao. Đấy, công suất là 33cc, nòng là 36mm anh em nhá. Đó, đây cho anh em nhìn cái phần cùm này cái này. Đây, thiết kế rất là dày dặn và chắc chắn này. Và cái cao su giảm sóc, giảm nhún ở cái phần ống cần này đây, để cho giúp cho nó không bị gãy cần cũng như là nó... anh em sử dụng nhiều ấy thì nó không bị đau tay anh em nhá. Tay ga là tay ga bộ đây anh em. Đây, để cái con B2 dịch ra một tí. Đây, giới thiệu cho anh em nhá. Con này thì phần tum là phần tum to. Đây anh em gì đâu. Đấy, tum to luôn nhá. Hàng này thì hàng chất lượng cao chứ không phải hàng tạp nham đâu. Đó. Đây, máy là máy mới 100% luôn anh em nhá. Vỏ bao ni lông còn nguyên này. Đây, đầu bò đầu biếc này. Chất lượng luôn anh em nhá. Rồi, giá bán thì sao? Con này thì chỉ có 1,4 triệu thôi anh em. Đấy, 1,4 triệu luôn anh em nha. Và con này thì cả chúng em thì bao ship cho anh em luôn. Đấy, con B1 giá 1,4 triệu. Anh em thích hạt rẻ cho anh em, quá là hợp lý luôn anh em nha. 1,4 triệu cho con máy B1 này đây anh em. Và lấy con này sẽ theo kèm cho anh em là một ổ phát cước này, một lưỡi cắt cỏ này, một chắn cỏ, một dây đeo, một bộ đồ nghề, 5 món phụ kiện kèm theo cho con máy này anh em nhé. Giật test nổ cho anh em nghe qua này. Nếu mà anh em ấy kinh phí đang thấp, cần một chiếc máy cắt cỏ để cho anh em về sử dụng, cần đi kiếm cơm hoặc là làm vườn làm rẫy, rẫy nương nhiều, hoặc là phụ nữ đeo nhá, thì con này là hợp lý nha anh em nha. Giá thành thì sao, 1,4 triệu thì bây giờ nó bằng bữa nhậu thôi đúng không anh em. Đấy, bây giờ máy cắt cỏ giờ nó rẻ lắm và hàng này thì nó là hàng chất lượng cao, anh em nhìn thiết kế cái phần cùm là biết rồi. Đây, chân chống sắt bảo vệ nguyên cái bình xăng này, anh em biết rồi nhá. Anh em thấy không? Dòng này thì nó là dòng chế 2 kim nên là nó tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ luôn anh em. Tiết kiệm nhiên liệu lắm, một ngày hết tầm khoảng 2 lít xăng sử dụng cho con máy này thôi. Rồi, hoặc qua con B2 này anh em. B2 là một con máy cắt cỏ nòng lớn cho anh em chuyên về sử dụng đập phát cước. Con này nòng lên đến 40mm và công suất của con này đặc biệt đây là công suất là 41cc nhá. Đó, dòng này dòng Hukama 541. Đấy, cái giờ này, giá bán này 1,950,000. Bao ship cho anh em luôn anh em nha. Đấy, thiết kế phần chân chống này, cũng dạng chân chống sắt luôn anh em nha. Đó, bao bọc cái phần bình xăng này luôn anh em nhá. Đó, con này thì nói chung là đây là một cái mẫu để cho anh em quay video để tượng trưng cho anh em thôi. Còn nếu mà anh em lấy con B2 thì sẽ cả chúng em sẽ gửi cho anh em máy mới tinh 100% cho anh em luôn. Đó. Và cả chúng em nhận số lượng rất là nhiều. Đây, tay ga đây. Đó, đây, cái dạng phần tum này vẫn là côn to anh em nhá. Và thiết kế rất là chắc chắn, dòng này thì máy móc nổ khỏe. Rất là khỏe luôn anh em nha, về cho anh em sử dụng nghe, phát cước phát kiếc thoải mái luôn. Anh em ở dưới khu vực Tây Nguyên, là trên khu vực vùng cao ấy, làm vườn làm rẫy nhiều với anh em thì lấy con này cho nó hợp lý anh em nha. Giá thành thì vừa phải nhưng mà công suất của nó rất là khỏe. Dòng này là dòng 541, thiết kế theo dạng giờ lấy ý tưởng của dòng máy Humana 541. Đấy, bây giờ trên thị trường bây giờ nó phải tầm khoảng hơn 6 triệu đấy anh em. Thì con này thì thay vì anh em lựa chọn con đấy thì lấy con này cho nó hợp túi tiền anh em nhá. Nhưng mà đảm bảo sử dụng vẫn rất là ok. Và dòng này cũng là thiết kế dạng chế 2 kim nên là hốc xăng như ngửi luôn. Một ngày nếu mà phát cước thì tầm khoảng 3 bình xăng này thôi. Còn nếu mà phát ra hết tầm khoảng 2 bình nha anh em nha. Đây, phần này là đầu bò đầu biếc này, rất là dày dặn nha anh em nha. Đây là cái máy để cho anh em em quay tượng trưng thôi anh em nha. Còn nếu mà anh em lấy con B2 thì cửa hàng chúng em sẽ gửi con máy mới tinh cho anh em. Anh em không cần phải lo. Con này thì nó sử dụng là chụp giật trợ lực đầy đủ này. Giờ test nổ cho anh em nghe qua này. Rồi.
nổ có ok cho anh em, 1.950.000 cho con B2 nhá. Và con B1 là 1.400.000 nhá. Hai con thì đều bao ship cho anh em, nếu mà anh em thích máy nhỏ thì lấy con B1, anh em thích máy lớn thì lấy con B2. Hai con này cả hàng chúng em đang bán thanh lý. Anh em là cần thì sao gọi ngay cho bên em luôn nhá.